chọn đúng hơn là chọn cái đấy.
Trong clip mỗi tháng bao nhiêu tiền đấy? Thank you.
có dầu câu không? Không chưa. Lấy đây. Lấy không quả. Lấy 2 quả. Không. Lấy 30. Ăn đi.
I
thú. Thank you.
thử thôi. Đậu đậu ngủ dậy chưa, đậu đậu ơi. Tuấn, đừng gửi ngón nhé. Hả? Tuấn Tuấn. Hai con chưa ấu. Nhớ, thế thì thế thôi, cứ thế. Nãy tuần đấy tặng ra chị. Mà thế ngồi đây. Đến nhé. Thank you.
Anh
đây lấy cả quả. Cả quả chín. Quay đi về để để cho nó chín ăn. Đây là cháu không dám đâu, cháu để cho nó tự chín á. Cháu ủ á. Lâu chín mày phải chọc nó thì nó chín. Cháu ủ bằng chăn. Và để nó chín đi. Vâng. Đây đúng một cân tươi. Cân gì ta mở hàng cho lúc hết. Vâng. Thank you.
Bỏ vào cân nhá. Wow, dài chứ. Còn bật sâu nó vào. Vâng. Sâu nó vào bẻ, nó vào từ cái cẫm chạc của nó thì nó mới bẻ được hết cạnh. Đây, nó biết rồi. Cạnh đấy. Wow. Tối nay nhé, hay lắm, quý vị và các quý vị khán giả đón xem giao lưu trực tiếp cùng các nghệ sĩ trước đến từ liên đoàn siếc Việt Nam và rất nhiều những chú thú đóng minh nổi lĩnh siếc khỉ, siếc thú, siếc chân tinh khổng lồ sẽ biểu diễn tại trung tâm. Ôi giời, ra cái đây, cả rau quắm, cả ô đây nha. Vâng. Có nước không mà cầm vào đây cho. Bật cành nào sai ấy. Nào không sai để đi cho bà. Ủa chúng mày thoải mái.
mà riêng của nó thằng đấy nó Hải Dương nó đã đóng tỷ rưỡi tiền cổ phần từ năm nào rồi. Vậy bật cái cành đấy sai, cứ bật thật sâu rồi chứ mình lúc mình chỉ có con ong nào mà cứ sợ ong. Đấy, vào đi trồng sai kia kìa. Vâng. Càng uống nước đá này càng chết, càng đau họng. Và nó cứ nóng rồi mà uống nước đá thì mãi nó không khỏi. Nó lại càng đau họng. Mấy mai thì chưa hết, phạt đến đầu mày thôi. Vâng. Lực nó nữa. Sốc xịt. Đã thế thì mày mấy. Vườn ba là còn mát ấy, đeo nắng lắm. Quay mát này, đất hết này còn ngốc cũng đâu biết nào. Tại vì lật vào cái chỗ này chứ lật vào cái cành mắc cái lịch. Ngốc ngốc là con ơi. Ôi ơi. Quá này. Nhà này ngọt thật không chứ? Vâng. Nhạt chưa? Vâng. Cứ để cái lá này. Bà cứ ăn. Ừ, nghe bà. Nứt không? Quả nào nứt vứt ra. Bà không phải là lần ngất á. Động nhu nó được. Thế á? Chả bao giờ thấy động một xu. Dỗ Tết đám xá ba bè không bên ta lò hết. Chả bao thế cơ á? Không phải thấy động một đồng. Tết nhất bà lò hết. Tết nhất bà lò hết. Tết thì làm gì mua cái gì? Đồng mỗi thịt lợn làm gì mua cái gì? Tết năm nào à? Cho hai cân gà sỏ lại hai con gà sống to khụ một con ba cân lại năm cái bánh mang cho mùa mít thì thỉnh thoảng bác cho quả mùa nhãn. Ê, mít là mít, mít đấy là mít gì mà to anh nhở? Mít đấy là mít Thái đấy. Mít Thái to thế còn đấy phải 20 cân nhỉ. Hôm qua mà rồi bà. Rồi bà. Bà đi. Thôi nha, có phải mang dây vào không? Không bà. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Ui, nhiều nước đấy. Đây. Mà
đi em. Chơi quần này đấy. Sao quần nào? Quay kiểu này.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Phương để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em cho quay thì cho chị nhận, chị cắt mấy tí. Làm đưa về cho anh. Hai mươi quả thôi nhỉ? Hai mươi quả thôi, được mấy quả đây? Em tôi đẩy ra đi. Thank you.
Cấy buổi sáng thôi, 5 giờ đi 9 giờ về thôi, chiều nghỉ, sáng mai lại đi. Không đi. Buổi sáng làm 200. Nhà nào nắng cũng phải thế, người ta đi cấy, người ta không cấy chiều thế mà cứ chiều lại cũng mà mai lại người cấy. Ờ, đi cấy thế. Các bà cho các bạn cấy cho mình. Buổi là xong 3 xào, 3 chị em cấy một ngày. Thế thôi. Ngày sau lại vãi cả thuốc cỏ, thuốc ốc luôn. Thank you.
thấy nó như bà ấy nào nhắm chỗ lên cái xương cái tủ bà ấy 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 bà